Phim truyền Phật giáo Hồng Kông, Lục Tổ Huệ Năng. Giám chế Ngô Võ Phu, Lăng Hạo Nhiên. Dàn dựng Lý Thanh Nguyên. Bộ phim được sự giúp đỡ tận tình của tất cả các hội Phật giáo toàn quốc. Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc, Đại Pháp Sư Ngộ Minh. Chủ tịch Hội Phật giáo Đài Loan, Đại Pháp Sư Tịnh Tâm. Chủ tịch Hội Phật giáo Cao Hùng, Đại Pháp Sư Thánh Ân. Chủ tịch Hội Phật giáo Đài Trung, Đại Pháp Sư Thiền Diệu. Một 130 năm sau, tại nơi đây sẽ có một vị Bồ Tát hóa thân, truyền bá pháp môn Thiền Tông Đại Thừa, quảng độ vô lượng chúng sanh, truyền tâm ấn, trực chỉ kiến tánh thành Phật. Cao tăng Tam Tạng Kiến Dược nhân chuyến đi Trung Nguyên đã đến chùa Quang Hiếu, thị trấn Quảng Châu, lập bia này với cây đàn hương trước cổng chùa. Đạo diễn Lý Tác Nam. À, Ma Lưu, nhanh lên. À, đừng có hấp tấp, sanh con thì làm sao mà nhanh cho được. Cậu yên tâm đợi ở ngoài này đi. À, con sao rồi? À, bụng dưới của con đau quá. Yên tâm đi, sắp sanh rồi đó. Ủa? Mùi gì mà thơm quá vậy? Ma Lưu à, hình như là con sắp sanh rồi đó. Ma Lưu, Ma Lưu à, Ma Lưu, thế nào rồi hả? Chút thế nào rồi? Không, ông đã có con trai. Thật không? Vậy thì tốt quá. Vợ tôi sao rồi? Mẹ con đều bình an. Tạ ơn trời Phật phù hộ, họ Lưu chúng tôi đã có người nói dỗi rồi. A Di Đà Phật. Đêm khuya quấy rầy, xin thí chủ tha lỗi. À, sư phụ quá khách sáo. Hai vị đêm khuya tới đây, không biết là... Chúng tôi đến đây để đặt tên cho đứa con sơ sinh của thí chủ. Đặt tên? À, cháu nó vừa mới chào đời, sao các thầy lại biết vậy? Chúng tôi tới đây vì một đại sự nhân duyên. Cháu nó có duyên với nhà Phật à? Hai vị sư phụ, không biết sư phụ định đặt tên cháu là gì? Thượng Huệ Hạ Năng. Huệ Năng? À, tại sao các thầy đặt tên cho cháu như vậy? Huệ có nghĩa là người có trí tuệ, Năng có nghĩa là có khả năng hoằng dương Phật Pháp. Người có trí tuệ, hoằng dương Phật Pháp. Nói như vậy có nghĩa là sau này cháu sẽ đi tu sao? Tất nhiên, chị Lệnh Lan có duyên với Phật rồi. Lư công tử, mau đến đây nhìn mặt tiểu công tử nè. Lư công tử. Nhẹ tay một chút, cậu xem nè. Thật là dễ thương. Tiểu công tử ngoan quá. Huệ Năng, chẳng lẽ đây là ý trời? Bắn trúng rồi, bắn trúng rồi, bắn trúng rồi, của bọn ta bắn trúng đó. Trả lại đây Huệ Năng, bọn ta bắn trúng mà. Các ngươi là người xấu, ta không chơi với các ngươi. Thật là xui xẻo gặp phải Huệ Năng. Sao vậy? Nó không cho người ta bắn chim, nó nói là sợ chim mẹ buồn. Ta không tin, ta phải đi tìm nó mới được. Bỏ đi bỏ đi, chúng ta không cần nói với nó nữa. Chúng ta qua bên kia chơi đi. Bay đi chim, hãy mau bay đi chim, bay đi. Huệ Năng, là có một con chim bị thương rồi. Con chim nó bay không được nữa. Nó chết rồi. Cha, cha hãy mau cứu nó đi, mau cứu nó đi cha. Được rồi, để cha cứu nó. Con mình có một tấm lòng từ bi khác thường. À, xem ra nó đúng là con nhà Phật rồi. Nè, ông dậy uống thuốc đi.
mà không nên bận tâm. Tôi biết bệnh của tôi không khỏi đâu. Ông lại nghĩ bậy rồi. Nghĩ vậy dù có thuốc tiên cũng không trị khỏi bệnh của ông. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi muốn giao phó cho bà về chuyện đứa con của chúng ta. Ông bà đừng làm như vậy. Nếu không, ở chính suối tôi cũng không yên lòng đâu. Bộ ông muốn con của mình đi tu để gia đình ta không có người nối dõi sao? Thật ra Huệ Năng có duyên với Phật, mình có muốn giữ cũng không được. Qua căn bệnh này, tôi hiểu rằng con người ta sống chết đều có số. Đó là quy luật tự nhiên, không thể cưỡng lại. Phu quân, phu quân, mẹ à, mẹ đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa mà. Huệ Năng à, con đừng có nghịch nữa, cẩn thận. Mẹ ơi, con chẻ cửi thủy được không? Được, nếu con nhấc lên nổi thì con cứ việc chẻ. Thưa mẹ, con xin phép lên núi đống củi. Con đi cẩn thận, đi sớm về sớm nha. Dạ, con hiểu. Tại thúc. Huệ Năng, hôm nay được bao nhiêu cân rồi? Dạ thưa, 50 cân. Tất cả là 800 cân rồi đó, con có muốn lãnh tiền mang về hay không? Dạ thưa, dạ con vẫn chưa cần tiền, cho con gửi lại đi. Con coi lại coi có đúng không vậy? Đại thúc lại trêu con nữa rồi. Người ta biết là con không biết chữ rồi mà. Ta thật tình đã già rồi, không nhớ hết mọi việc. Đại thúc à, để con mang củi vào nhà cho người nha. À, cảm ơn con. Thì cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị, sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ, sắc sanh tâm, bất ưng trụ, thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, bất ưng trụ, thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Thưa viên ngoại, anh bạn trẻ tìm ta có việc gì không? Con xin lỗi vì đã làm phiền đến người. Con xin được hỏi, có phải viên ngoại vừa mới tụng đến câu nên không trụ vào chỗ nào để phải sinh cho mình cái tâm thanh tịnh không? Sao con lại hiểu những lời này? Con nói với ta rằng con không biết chữ, vì tại sao lại hiểu kinh Kim Cang? Con cũng không biết nữa. Khi con nghe đến đoạn kinh này thì lòng con cảm thấy trí tuệ dâng trào. Thưa viên ngoại, đây là kinh gì vậy? Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang? Không phải tới đâu mới học được kinh Kim Cang này? Kinh này do ta tới chùa Đông Sơn, Đồng Quỳnh Mai nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thuyết pháp mà có được đó. Con muốn tới đó nghe Ngũ Tổ thuyết pháp? Con nên đi đi. Đức Ngũ Tổ có bảo, ai mà thấu triệt kinh Kim Cang thì sẽ kiến tánh thành Phật. Tuy rằng con không biết chữ, nhưng lại thấu hiểu ý nghĩa lời kinh. Chắc là con có duyên với Phật đó. Con phải đi gặp Đức Ngũ Tổ mới được. Mẹ, sáng sớm con phải đi xa rồi, sao không ngủ sớm đi con? Con đã suy nghĩ nửa ngày, con không thể để mẹ ở nhà một mình. Con quyết định không đi nữa. Con à, cha đã nói với mẹ, mọi việc đều không thể miễn cưỡng. Từ khi con mới sanh ra là con đã có duyên với Phật rồi. Ngay cả tên tuổi của con cũng do hai vị sư phụ đến đặt. Hôm nay con nghe được kinh Kim Cang mà động tâm. Bây giờ chính là lúc con phải lên đường quy y cửa Phật. Nhưng mà con không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Có gì đâu mà con phải lo. Mẹ thấy mình vẫn còn khỏe mạnh mà. Hơn nữa tiền củi của con gửi ở các nơi còn rất nhiều, đủ để mẹ sinh sống qua ngày. Mẹ, mẹ thật lòng muốn con đi học Phật Pháp sao? Ừ. Mẹ cầu mong trời Phật phù hộ cho con sớm thành chánh quả. Mẹ, mẹ.
Thế hạt cát phải đỏ, Mã Bộ phải vững. Đã nghe rõ chưa? Dạ rõ, nghe sư huynh. Đến đây, để ta tập cho các ngươi xem. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Huệ Minh, ngươi tập là hán quyền trông cũng khá lắm đó. Đại sư huynh, huynh quá khen rồi. Để đánh quyền khá, nhưng cũng đừng quên công phu. Phải học kinh cho rành rẽ, giống như khi đánh quyền mới được. Bài kinh sư phụ giảng hồi sáng để có hiểu hết không? Đại sư huynh, nói thật là đại dân chưa hiểu lắm. Đệ lúc nào cũng vậy, chỉ biết khua tay múa chân thôi. Dù võ công hay đến đâu cũng chỉ là xác phàm. Muốn thành Phật thì chúng ta phải dùng chân tâm mới được. Sư huynh dạy rất chí lý. Bây giờ ta sẽ lặp lại những gì sư phụ giảng hồi sáng cho các đệ nghe. Các đệ tới đây. Dạ, sư huynh. Thưa thầy. A-di-đà Phật. Chư Duy Ngoại ở Tân Châu giới thiệu tôi tới đây gặp đại sư Hoàng Nhẫn. Thí chủ muốn gặp trụ trì, hãy theo tiểu tăng. Ngươi là người chốn nào, đến tìm ta có chuyện gì? Dạ thưa, đệ tử là người Nam Hải, lĩnh Nam, tên là Lưu Huệ Năng. Con từ xa tới đây, xin đại sư chỉ bảo cho con đường thành Phật. Người lĩnh Nam thuộc dân Nam Mang. Người Nam Mang mà muốn thành Phật à? Thưa đại sư, người thì có chia ra người Nam người Bắc, nhưng Phật đánh thì không phân biệt Bắc Nam, tất cả đều như nhau. Người Nam Mang có khác với đại sư về cơ thể diện mạo, nhưng về Phật đánh thì chẳng có gì khác nhau. Được lắm, con hãy tạm vào nhà bếp làm việc đi. Thưa đại sư, đệ tử thường biết trong lòng mình thường phát sanh trí tuệ. Trí tuệ này do tự tánh hiển hiện. Chỉ cần đại sư chịu thu nhận con, dạy bảo con, thì bất luận đại sư muốn con làm việc gì, con cũng đều vâng theo cả. Xem ra căn tính của con cũng khá lắm đó. Con đi vào trước đi. Dạ, đã tại đại sư đã thu nhận con. Bắt đầu đi. Đạp như vậy là không được, phải dùng nhiều sức ở lưng. Huệ Năng à, người gầy quá, không đủ sức nặng đâu. Phải ăn cho mập ra mới được. Ăn cho mập ra. Huệ Năng à, sư phụ đợi chú ngoài tháp đó. Sư phụ. Con tới đây đã được bao lâu rồi? Dạ thưa, đã hơn 8 tháng. Con làm việc nặng nhọc như vậy có cảm thấy khổ nhọc không? Đệ tử lấy tâm sai khiến vật, chứ không để vật sai khiến tâm, cho nên không cảm thấy khổ nhọc. Con rất có tuệ căn, cổ tính lại mạnh. Thầy sợ người khác đố kỵ bất lợi cho con, vì vậy thầy ít khi nói chuyện với con. Con hiểu dụng tâm của thầy chứ? Dạ, con hiểu. Cho nên con rất ít ra vào đại điện, chính là vì sợ người khác để ý. Con hiểu là tốt rồi. Thưa sư phụ, đệ tử còn một vấn đề này, kính xin sư phụ chỉ bảo cho. Con nói đi. Thưa sư phụ, vô sinh pháp nhẫn có nghĩa là gì vậy? Vô sinh pháp nhẫn, vô pháp nhẫn có nghĩa là phá trừ chấp ngã, chấp pháp, hướng đến trùng đạo, đạt đến bất thoái chuyển, không thiện, không ác. Không niệm, không phải không niệm. Con nghĩ đến vấn đề này, chứng tỏ là con đã nhìn thấu được hai cửa sơ quan và trọng quan. Nếu con thể ngộ được cảnh giới vô sanh vô tử, thì con sẽ vượt qua được quan ải thứ ba là lao quan, cũng chính là đại giác đại ngộ. Con hiểu chưa? Dạ thưa, con đã hiểu. Huệ Minh,
Thời gian có một nén nhang mà đệ cũng không ngồi yên được. Vậy còn làm được gì? Đại sư huynh à, chúng ta đâu nhất thiết phải ngồi thiền chứ. Đệ chịu đựng không nổi rồi đó. Sư phụ bảo chúng ta không nhất thiết phải ngồi thiền, lúc nào như nơi nào cũng có thể ngồi đạo kia mà. Không sai, sư phụ nói như vậy là nói với những người mạnh về căn tánh. Còn cỡ như tâm tánh huynh đệ chúng mình thì chỉ có dùng phương pháp tọa thiền mới có thể giúp chúng ta loại trừ tạp niệm trong tâm. Muốn thấy được chân tánh của mình, không dùng phương pháp tọa thiền thì không thể thấy được. Muốn tâm không sanh vọng tưởng thì chỉ có cách là ngồi thiền thôi. Dạ. Người đời từ xưa đến nay không biết được việc sống, việc chết, nên tham sống sợ chết. Các con đến đây học đạo với thầy, nó thật ra chỉ vì mong cầu phước điện cho bản thân các con. Nhưng không ai thoát khỏi bể khổ sanh tử, tự tánh bị che lấp, thì còn phúc đức gì để cứu độ các con nữa. Các con mỗi người hãy tự phản tỉnh lại mình, xem thử mình có trí tuệ hay không. Dùng trí tuệ quán chiếu bản thân của các con và làm một bài kệ mang đến cho thầy. Xem thử coi ai đích thực là người thấu ngộ thì ta sẽ truyền y bát và tâm pháp của tổ sư giao lại cho người đó làm vị tổ thứ sáu. Bài kệ này nên tránh dùng những câu cổ hủ mục nát, và nhất định phải vận dụng tư tưởng mới phát huy trí tuệ được. Đại sư huynh à, chuyện trình bày kệ sư phụ nói sáng nay các sư huynh đệ đã thảo luận rồi. Thảo luận thế nào? Trong toàn thể sư huynh đệ chỉ có đại sư huynh là người nghiên cứu Phật pháp thâm sâu và có tính giác ngộ cao thôi. Đệ đừng nói vậy, giác ngộ là ở mỗi người thôi. Các sư huynh đệ đều đồng ý, chỉ có đại sư huynh mới có đủ khả năng làm ra bài kệ. Đại sư huynh hãy làm ra một bài kệ để trình lên cho sư phụ xem đi. Như vậy là không hay lắm. Sư phụ muốn mỗi người chúng ta làm một bài kệ. Trời ơi, đại sư huynh, huynh giúp chúng tôi có được không? Huynh nghĩ coi, dựa vào năng lực của chúng tôi làm sao có thể làm bài kệ được chứ. Đại sư huynh à, đề nghị bài kệ này có lẽ đã có sẵn ở trong bụng huynh rồi. Có thì có rồi đó, nhưng mà ta sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm rằng ta ham muốn thừa kế y bát của sư tổ. Làm gì có chuyện đó, ai mà nói huynh để có buông tha đâu. Với lại ngoài sư huynh ra thì chắc chắn cả chùa này không ai làm nổi bài kệ đó đâu. Được rồi, được rồi, ta biết rồi, bài kệ này chắc chắn ta sẽ làm. Nhưng mà tốt nhất các sư đệ cũng làm mỗi người một câu cho sư phụ xem. Đại sư huynh à, anh em đã quyết định vậy rồi, sư huynh đi nghỉ sớm đi. Bọn đệ đi đi. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Cha, cảnh giới trong tâm sư huynh thần tú thật là cao. Đúng vậy, xem bài kệ trình lần này thì truyền nhân tổ sư đời thứ sáu chắc chắn là sư huynh thần tú rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ à, bài kệ của đại sư huynh làm có được không vậy? Hay lắm. Kêu đại sư huynh đến đây gặp ta. Dạ. Các con hãy y theo bài kệ này mà thọ trì đọc tụng. Dạ. Bài kệ viết trên vách vừa rồi có phải do con làm ra không? Dạ phải. Con định đem bài kệ này trình lên sư phụ,
xem thử mấy năm nay con có được chút ít trí tuệ nào không. Ý nghĩa của bài kệ này rất sâu sắc, nhưng con vẫn chưa thấy rõ được thể tính của Trần Như. Có nghĩa là vẫn chưa thiết thực đi vào nhà đạo. Tri kiến như vậy, con vẫn chưa đạt được vô thượng bồ đề. Thưa sư phụ, con khiếm khuyết về những gì? Vô thượng bồ đề có nghĩa là nghe qua lời nói thì tức khắc biết rõ bổn tâm, thấy rõ tự tánh không sanh không diệt. Có thể nói là con vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn tự tánh. Thần Tú à, biết rõ người khác được gọi là thông minh, còn nhận rõ bản thân là người có trí tuệ. Con về suy nghĩ thử xem, có sở ngộ nào hay không. Nếu con có thể ngộ pháp vào đạo, thì con mới có thể tiếp nhận y bát của ta. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Bà gì sư huynh? Các sư huynh có thể cho tôi biết là ai đã làm bài kệ này không? Gã Nam An nghe đây, ta cho người biết. Đây là bài kệ của đại sư huynh Thần Tú. Thế nào, ý tứ có cao siêu không? Con biết sư huynh có thể giúp đệ đi đến lễ bái bài kệ đó được không? Bài kệ đó hành lang phía nam, sau Đại Hùng Bảo Điện. Đọc những câu kệ tuyệt diệu, ta không uổng công đời tu hành này. Ủa, người muốn cái gì đây? Xin lỗi thượng nhân, đệ cũng biết chữ. Quỳnh có thể đọc bài kệ trên tường cho đệ nghe có được không? Được chứ. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Tiểu đệ cũng nghĩ ra được một bài kệ, Quỳnh có thể giúp đệ viết lên tường được không? Ngươi không biết chữ mà cũng đòi là bài kệ sao? Ngươi không nói đùa chứ? Thôi bỏ đi. Huynh đài, xin đừng nói như vậy. Tiểu đệ có nghe rằng muốn học đạo cho đến vô thượng bồ đề thì chẳng nên khinh người. Nên biết mọi việc trên đời này đều không có gì nhất định. Lắm khi những người ở địa vị rất thấp hèn mà lại được thông minh trí tuệ hơn kẻ ngồi trên. Những người học đạo mà tỏ ý khinh miệt người khác thì dễ rơi vào tội lỗi lắm. Xin lỗi, ngươi hãy đọc bài kệ đi, rồi ta viết giùm cho. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Đại sư, khi nào đắc đạo, xin hãy đến độ ta. Thật không dám. Sư phụ à, bài kệ này so với bài kệ của sư huynh Thần Tú hay dở thế nào vậy? Thần Tú, con nghĩ thế nào? Đệ tử dốt nát, kính nhờ sư phụ phân giải. Ta không bình luận, ta chỉ muốn nói với các con rằng bài kệ này cũng chưa thấy được Phật tính, không đáng để các con truyền tụng. Huệ Minh, xóa bài kệ đó đi. Sư phụ. Sư phụ. Con Bụt đã ở rừng được bao lâu rồi? Thưa, từ khi con mới tới đây.
Cô cảm thấy khổ nhọc không? Dạ thưa quen rồi, có một đá vào lưng thì cũng đủ sức nặng để làm công việc giả gạo. Huệ Năng, vì lao động mà cô không nề hà cực nhọc, vì cầu đạo mà cô phải chịu lao khổ, như thế mới đúng. Vậy gạo đã giả xong chưa? Dạ gạo đã giả xong, nhưng có lợn giấy cám phải sàng sảy mới được sạch sẽ. Đúng rồi, gạo phải được sàng sảy mới sạch. Còn con người thì sao? Con đang chờ sư phụ ấn chứng. Thưa sư phụ, con tới để thọ pháp. Bây giờ ta sẽ khai thị cho người chánh pháp nhãn tạng của thiền tông. Người hiểu không? Sư phụ khai thị, con xin ghi nhớ trong tâm. Kể từ bây giờ, con là tổ thứ sáu của thiền tông ta, phổ độ chúng sinh, truyền bá chánh pháp, làm cho chánh pháp còn mãi không dứt. Còn đến đây, sư phụ, trong kinh Kim Cang có nói nên chỗ không trụ mà sanh tâm, vì tại sao phải giữ y bát này? Câu hỏi rất hay. Ngày xưa khi Đại sư Đạt Ma đến xứ này truyền bá Phật pháp, vì có nhiều người chưa tin tưởng, không biết nội pháp thiền tông là do tâm truyền tâm, còn ngoại pháp mới dùng đến y bát để làm tín vật truyền pháp, để khi người phàm nhìn thấy y bát thì nghĩ đến việc sư tổ truyền thừa, vì vậy mà tin tưởng. Vì sau này có lẽ phải tiếp tục truyền y bát cho đời không sau. Người đời mãi mãi không hiểu được hàm ý của việc truyền y bát, nên chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, chiếm lấy y bát, giành quyền cao thấp. Cho nên phần y bát này ta mong rằng sẽ truyền đến ngươi thì dứt. Vậy sao đừng truyền cho ai nữa. Dạ yeah. Hiện nay tâm pháp ta đã trao cho ngươi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi chùa. Sư phụ, xin để con chèo cho. Bây giờ ta độ và ngươi thì để ta chèo. Không, khi mê thì độ, ngộ rồi con tự độ. Hiện tại con đã khai ngộ, xin để cho con tự độ. Đúng, không những con độ chính mình mà còn phải độ chúng sanh nữa. Từ nay về sau, việc hoằng dương Phật pháp là do một mình con gánh vác. Tuy con đã ngộ tự tánh, nhưng chớ vội hoằng pháp. Con nên biết, pháp môn lãnh ngộ của thiền tông, người bình thường không thể tiếp nhận được. Dạ yeah. Trước khi chia tay, ta có bài kệ giao lại cho con. Đa tạ sư phụ. Hữu tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh. Vô tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Đệ tử xin ghi nhớ mãi. Con đi đi. Đệ tử xin cáo từ. Con đi lần này sẽ gặp gian nan khổ ải, nhưng nếu không đi qua miền tuyết lạnh thì làm sao hưởng được hương vị hoa mai. Đại sư huynh, đại sư huynh à, sư phụ truyền y bát cho Huệ Năng rồi, huynh có biết hay không? Ta biết rồi. Sao huynh không hỏi sư phụ tại sao truyền y bát cho Huệ Năng? Ta không có hỏi sư phụ, nhưng người làm vậy chắc là người có cái lý của người. Đệ không tin có ẩn ý gì trong việc truyền y bát. Đệ nghĩ tên Nam Mang này đã dùng tà pháp để mê hoặc sư phụ đó. Đệ phải đi đòi lại y bát cho sư huynh mới được. À, đúng rồi. Đi đòi lại. Im lặng nào các vị sư đệ. Ngoài y bát ra còn có bổn môn tâm pháp, nếu không phải do sư phụ truyền lại thì người ngoài làm sao có thể đoạt được. Đại sư huynh à, huynh mới xứng đáng là người nhận y bát. Huynh đồng ý để người khác nhận y bát sao? Ta
Ta tin tưởng vào sự sắp đặt của sư phụ. Sư huynh tin như đệ không tin đâu. Đệ phải đi đòi lại y bác về. Cái sư đệ, chúng ta đi y bác về. Đi. Huệ Năng, nếu ngươi không duyên mà có được y bác, thì chứng minh rằng ngươi không bằng ta. Đây là do ý trời quyết định. Các đệ đuổi theo con đường lớn, để ta đi đường tắt. Huệ Năng, cứ đứng lại. Gã Nam An, hãy giao lại y bác cho ta ngay đi. Y bác này là do sư phụ giao lại cho ta. Mới lừa gã sư phụ. Dù ngươi nói gì đi nữa, hôm nay không giao lại y bác cho ta thì không được đâu. Sư phụ truyền cho ta không chỉ có y bác mà còn có cả tâm pháp. Nếu huynh tự cho mình là người thừa kế tâm pháp của sư phụ thì y bác đây, sư huynh hãy lấy đi. Ta không tin nhà ngươi đạt được tâm pháp. Sư huynh không tin ta, tức là không tôn trọng sư phụ. Kẻ không tôn trọng sư phụ thì... Tự tánh Bồ Đề xưa nay vốn thanh tịnh, biết dùng tâm này đương nhiên thành Phật. Huệ minh Phật pháp tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Thôi được, ngươi bảo rằng được sư phụ truyền tâm pháp, bây giờ hãy nói lại ta nghe. Khi nào thuyết phục được ta thì ta không đụng tới y bác nữa. Chỉ cần trong lòng của huynh gạt bỏ những ham muốn trần tục, đừng suy tính việc thiện, đừng lo nghĩ việc ác, thì lúc đó mới làm chủ được bản thân, và Phật tánh mới hiển hiện ra. Chỉ đơn giản thế thôi à? Còn về ẩn ngữ và ẩn ý của tổ sư truyền lại thì ngươi tính thế nào? Muốn hiểu được ẩn ngữ ẩn ý thì phải hiểu rõ bản tâm của chính mình. Đợi khi nào huynh hiểu được bản tánh thì Phật tánh trong tâm xuất hiện. Bây giờ huynh là Phật, Phật là huynh, không còn phân biệt gì nữa cả. Nhờ đệ khai ngộ khiến huynh tỉnh ngộ rồi. Người đi đâu? Các người tìm tôi có việc gì? Có phải muốn đoạt y bác không? Huệ Minh tin lời mê hoặc của ngươi, chứ ta không tin đâu. Cái lời ngươi nói chẳng giống là người có tâm đạo chút nào. Ngươi muốn lấy y bác để làm gì? Nói cho ngươi biết, ai là người được bác thì sẽ nắm quyền động Quỳnh Mai. Thiền tự ta không thể để nhà ngươi đem đi được. Nếu các ngươi có chút thành tâm theo Phật thì ta cũng có thể giao y bác. Nhưng các ngươi chỉ vì lòng tham mà lấy, thì ta dù chết cũng cố bảo vệ lấy y bác này. Tôi không giao y bác, ta lấy đạo của ngươi. Ngươi đứng lại. Cha đến xem thử anh ta còn sống không. Còn chờ cái gì nữa, mau tới cứu người ta đi. Dạ. Mau lên. Ê, ra, ráng lên, nhảy lên. Con dạng này đang ăn chết nó cho ta, về ta sẽ thưởng. Cắn đi. À.
mang về. Tối nay chúng ta có chầu đo đi. Quân ca, tối nay ta sẽ cạn ly với huynh. Vậy thôi. Đi. Đại thúc về rồi. Mọi người tới với bột tay đi. Nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên. Được rồi, cẩn thận nha. Nè, mau đưa anh ta vào trong này. Tôi phản đối giữ người này ở lại. Vì thế một người là thêm một miếng ăn. Lương thực của chúng ta đã cạn rồi. Nếu để hắn ở lại thì ngày mai chúng ta đào đâu ra lương thực để nuôi hắn chứ. Theo ý huynh thì sao? Có nên giữ anh chàng này ở lại đây không? Huynh nói đi. Các vị, tôi đồng ý với Hùng Phi, không thể để người này ở lại. Đúng rồi, để hắn xuống núi đi. Hùng Phi, người này đang bị thương. Nếu bây giờ đưa huynh ấy xuống núi thì có khác gì đưa vào chỗ chết chứ. Ta không quen biết hắn. Hắn sống hay chết có liên quan gì tới ta? Ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của chúng ta thôi. Thật ra không chừng hắn là do thám của bọn mã tặc nữa kìa. Đúng vậy, Hùng ca nói đúng. Có thể hắn là do thám. Hùng Phi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Người này là con mồi do chính tôi bắt được. Theo quy luật thì nó là của tôi, không ai được đụng đến. Nếu không ta sẽ không buông tha. Nếu nói tới quy định thì ngươi nên nhớ một điều, là đối với những con mồi nguy hiểm thì phải thông qua quyết đấu để quyết định cách xử lý nó. Thúy cô nương, bây giờ ta thách đấu với ngươi. Thúy à, cô đừng nhận lời. Ngươi là một thằng đàn ông mà đi thách thức một cô gái như vậy thì còn gì là anh hùng nữa. Nó có thể từ chối mà, chỉ cần có người thế nó là được rồi. Được, để ta thay nó quyết đấu với người. Dạ, để con tự giải quyết lấy. Tùy các ngươi thôi. Đúng rồi, phải quyết đấu mới được. Không dám đấu, giao nó ra đây đi. Cha, gia đình ta dù là trai hay gái cũng giống như nhau. Cha yên tâm đi. Là người chứ có phải là thú đâu. Sao không đợi thủ lĩnh về rồi giải quyết chứ? Dương Dĩ, người định xen vào chuyện của bọn ta. Ta chỉ biết người phải khắc thú. Được, vậy ngươi hãy cầm đao lên. Nếu là nam tự hán thì hãy cầm đao lên. Đừng đánh nữa, thủ lĩnh về rồi kìa. Đừng đánh nữa. Sao vậy? Dường như không khí có vẻ khác thường. Thưa thủ lĩnh, ở đây xảy ra chút chuyện, nhờ thủ lĩnh giải quyết giùm. Tình trạng hắn như thế nào? Huyết mạch chạy cũng ổn định, tôi nghĩ là hắn không sao đâu. Vậy thì tốt rồi. Đợi hắn tỉnh dậy, tôi hỏi hắn xem muốn ở lại hay là muốn đi. Không nên phá vỡ quy định của chúng ta. Nếu hắn muốn ở lại thì phải góp phần công sức. Về điểm này tôi sẽ nói với hắn. Lai lịch của người này như thế nào? Từ lúc tôi cứu hắn đến giờ thì hắn hoàn toàn hôn mê. Đợi hắn tỉnh dậy, tự mình quyết định nên đi hay ở. Cuộc sống của người thợ săn lúc nào cũng dùng sinh mạng để đánh nhau với thú dữ. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Mình được họ cứu sống, chẳng lẽ đây là ý trời để mình có dịp tìm hiểu ý nghĩa giữa sự sống và cái chết. Quệ Năng, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, rửa ba lên đi, họ sắp về rồi đó. Quệ Năng à. Quệ Năng à, làm thịt hai con thỏ này để bữa cơm tối chúng ta có thêm món ăn ngon nha.
Ê, đừng có ồn, đừng có ồn. Thịt thỏ tới đây. Ê, đây, 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 đây. Bên đây cũng có bồng dĩa nha. Giỡn quá. Đây, 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 đây. À, nhẹ lên đây, đây. Ê, bên này, bên đây. Để ông cả đến thử trước đi. Nhẹ lên. Để cho bọn tôi chơi. Tới bọn tôi chưa, tới bọn tôi chưa. Ê, nè, của tôi mà. Coi, trời ơi. Dành chứ sao cũng có. Ngon quá. Ngon quá hả? Mẹ nó, vậy mà nó là thịt thỏ tươi hả? Lữ Huệ Năng, người cố tình chơi ta hả? Người biết ta không thích ăn thịt thỏ mà lại đi làm một nồi như vậy. Được, người thích ăn á thì ta sẽ cho người ăn hết. Ta cho người ăn cả nồi luôn. Hồng Phi, sao lại ăn hiếp người quá đáng như vậy? Chuyện của ta, ngươi đừng xen vào. Chúng ta gây mắt, bổn cô đường không chịu được. Đó là chuyện của ta. Mẹ nó, người muốn gì đây? Mở miệng là chửi thề, không biết xấu hổ. Tốn giấy ta rửa sạch cái mõm của ngươi. Chuyện gì đây? Thủ lĩnh, Hùng Phi bắt nạt Lưu Huệ Năng. Hùng Phi, ta đang đói, ngươi không để ta ăn cơm sao? Được rồi, được rồi. Mỗi người về chỗ ăn cơm đi. Ăn cơm, ăn cơm. Thế ăn ngồi rồi. Thế ăn ngồi rồi, mau lên, mau lên. Ơi, hôm nay mai cho ngươi đó. Đi lấy bát cho ta. Dạ, Hùng ca, thôi về chỗ đi. Huệ Năng à, đi rửa ráy đầu tóc đi, rồi dọn dẹp các thứ dưới sàn. Thúy cô nương. Lưu Huệ Năng, tôi đến đây để nói cho huynh biết là huynh không còn thuộc về tôi nữa. Huynh không có chút nghĩa khí của Nam Nhi. Sao huynh lại để tên Hùng Phi đó bắt nạt mà không dám lên tiếng chút nào vậy? Chống cự không thể cải thiện quan hệ giữa người và người, chỉ gây thêm oán thù mà thôi. Vì vậy tôi không chống cự lại Hùng Phi. Bộ huynh không nhận thấy ở đây chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn hay sao? Tôi biết, nhưng tôi hiểu kẻ mạnh cũng giống như cô. Theo tôi chỉ có bình thường thì mới là kẻ mạnh chân chính được. Bình thường là kẻ mạnh? Huynh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Bọt sóng tuy lớn nhưng phút chốc tiêu tan, thác lũ tuy mạnh nhưng giây lát biến mất, còn một dòng sông êm đềm tĩnh lặng thì ngàn năm vẫn chảy. Triết lý sâu xa quá tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn nói với huynh, nếu huynh không chống cự lại Hùng Phi thì tôi thật hối hận tại sao tôi lại mang huynh về đây. Con nhỏ này, sao con lại thẫn thờ vậy? Con buồn chuyện gì? Chuyện này đâu phải lúc nào cũng được toại nguyện đâu. Cha, lúc này cha nói chuyện càng ngày càng giống Lưu Huệ Năng rồi đó. Cha thấy con chăm sóc cậu ta còn hơn cha nữa, nên cha muốn bắt chước cậu ta để cha con mình được thân mật hơn vậy thôi. Cha chỉ được cái rêu chọc con thôi. Con người của Huệ Năng tuy rất tốt, nhưng hắn ta không phải là chàng rể lý tưởng của cha đâu. Cha coi kìa, cha cứ nghĩ đâu đâu không à. Người ta đâu có ý gì đâu. Không có ý gì thì càng tốt. Vả lại, cha không muốn con có ý gì với nó hết. Cha, có phải cha cho rằng huynh ấy quá hèn nhát không? Có thể hắn ta là con người hèn nhát, cũng có thể không phải là bình thường. Nhưng dù hắn thuộc loại người nào đi chăng nữa cũng không thích hợp với con đâu. Cha cho là huynh ấy khác mình ở chỗ nào chứ? Từ từ rồi con sẽ biết. À,
Đi suốt buổi sáng chả được gì cả. Chúng ta nghỉ ngơi chút đi ha. Nhanh lên. Ê, người thấy Lưu Huệ Năng có gì lạ hay không vậy? Lạ chỗ nào? Dường như hắn ta có điều kiên kỵ. Hả? Hắn ta không ăn thịt. Sao ngươi biết? Có bữa ngồi ăn cơm ta thấy hắn ta ăn cơm không. Ăn cho khá vô, ngon lắm đó. Hắn lùa thì sang một bên. Có chuyện đó thật sao? Tất cả cứ làm gì? Đi ăn đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Ngon ha. Hùng ca, đây là vật gia bảo của tôi. Huynh có muốn lấy hay không vậy? Đương nhiên là muốn rồi. Nếu huynh ép được Huệ Năng ăn thịt á, thì cái này là của huynh, tôi giao cho huynh liền. Để cho ta. Huệ Năng à, thật khổ cho huynh, phải nấu cho nhiều người ăn như vậy. Nè, ăn miếng thịt đi. Cảm ơn Hùng ca, như vậy là có lòng rồi. Mẹ kiếp, ta nể tình ngươi mới mời ngươi ăn. Thế nào, không nể mặt ta hả? Ăn đi. Thúy à, có thủ lĩnh ở đây, con không cần phải lo lắng quá. Không ăn không được. Hùng ca, huynh không muốn lấy miếng bảo vật này sao? Huệ Năng à, huynh thấy rồi đó. Chỉ cần huynh ăn một miếng thôi thì miếng cẩm thạch xinh đẹp này là của ta rồi. Bây giờ kể như ta năn nỉ đó. Huynh ăn giùm một miếng đi ha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ta năn nỉ người đó. Ê, Huệ Năng, ngươi định sỉ nhục ta phải không? Xin huynh đừng đóng, ta đã ăn rồi. Ngươi ăn hồi nào? Ngươi có ăn đâu? Cho chó ăn kia mà. Các huynh cũng đã thấy rồi đó. Ai thấy? Hả? Ngươi có thấy không? Thấy không? Không thấy. Tôi không thấy. Ngươi cho bọn ta là bọn ngốc sao? Khi các huynh đang mong tôi ăn thịt, thì trong lòng các huynh đang hiện ra hình ảnh tôi đang ăn thịt. Ê, ngươi đang nói gì vậy? Những gì thấy được đều là cảnh tượng của tâm linh. Khi các huynh kêu tôi ăn thịt, tôi cầm miếng thịt lên thì trong lòng các huynh đã hiện ra cái cảnh tôi đã ăn thịt. Như vậy là tôi đã ăn cho các huynh coi rồi. Khốn kiếp, ngươi đừng nói dẫn vô với ta. Nè Hùng Phi, buông Huệ Năng ra. Ta nhìn nhận, khi nãy trong lòng ta có thấy hắn ăn thịt, giờ lại các ngươi không thấy sao? Hả?